con say rồi. Mất nhất cái dây rồi. Đây các bạn. Mày hả? Trái này chắc hơn 1 triệu quá. Trái này không? Ừ, trái này là hơn 1 triệu xem luôn. Ui, đẹp. Trái này hơn 1 triệu quá. Ui, ôi. Vừa luôn rồi. Vừa luôn. Vừa luôn. Vừa đi luôn rồi đó. Cái gì vậy? Hai trái gì là mình ước tính khoảng nhiều tiền à, sư huynh? Chung ngoại gì? 7.6 triệu. Hai. Ồ, con mua nó đẹp nè các bạn. Mấy cô đỏ nhìn thấy thèm luôn nè. Lắm. Trái này chục ký không? Chắc hơn rồi. Vô. Lắm, lộn. Hồ. Như trái vậy là phân loại gì? Nhì hả? Sao? A2. Đâu phân biệt sao là A1 đâu. Không ngờ thôi. Đẹp. Mua đẹp gì đó phải không? Mua Thái thôi có gì đâu. Là cũng tương tự như mít Thái gì đó phải không? Đó, vậy là đẹp đó hả? Như trái này khoảng nhiêu ký anh Học? 12 ký đó mà. 12 ký hả? 12 mà mình tính chẳng cho 100.000 đi. Triệu 2 các bạn. Dạ, Thanh Huy mến chào quý ông bà cô bác cùng các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Huy. Hôm nay Thanh Huy sẽ quay cho quý ông bà cô bác xem cận cảnh cái vườn mít ruột đỏ của anh Trường. Hôm nay là mít ruột đỏ anh Trường tới cửa cắt nè. Em sẽ quay cho cả nhà mình xem cận cảnh vườn mít ruột đỏ trái to như thế nào và hôm nay giá mít ruột đỏ sẽ ra sao. Rồi em sẽ mời cô chú anh chị mình cùng đồng hành cùng em cùng với anh Trường cắt và xem coi giá hôm nay như thế nào nha. Rồi em mời cô chú anh chị mình cùng theo em. Này là đi vô vườn của anh Trường cắt mít ruột đỏ nè các bạn. Thôi rồi, có trái này mới trao. Lần đầu tiên quay mít ruột đỏ luôn, quá nậu luôn rồi. Trái to to không ta? Đây là vườn mít ruột đỏ của anh Trường nè các bạn. Cây gì mà hai trái chà bá luôn. Lính chán đâu giấc này hết rồi. Đang căng bến hả? Này mới vườn này mới bắt đầu có cắt rồi phải không? Cái vườn này mới cắt này các bạn, cho nên hồ gô cây lớn không? 4 cái chà bá luôn. Quá trái luôn các bạn ơi. Hồ gô cây như gì mà 4 trái. Này là gạo vườn này nè các bạn. Ồ đây nè. Cái bá luôn nè. Xây xây hả? Trái này to các bạn. Lắm. Đó. Wow. Sao? Bị gì? Sửng, gì là sửng đó hả? Trời ơi. Quá ổn các bạn ơi. Trái đầu tiên mà bị sửng muối rồi. Xây xây nè các bạn. Ồ, đây nhóc trái chưa? Đấm. Ừ. Xấu hả? Sao? Nữa hả? Ôi rồi. Cái gì? Ồ, trái đó quá to, trái đó đẹp đó. Nó đợt này mít ruột đỏ đạt đỉnh điểm luôn hả anh Trường? Rồi, cái này,
Bị xe đen sưởng muối nhiều hả? Bữa nay giá mình cắt ở vườn là nhiêu rồi? 95 hả? Hồ vô. Các bạn thấy không? Đúng là đỉnh điểm luôn. 95.000 một ký đó các bạn. Đấm không? Đấm. Đúng rồi, xe đen cái tôi mổ tài luôn á. Trái này chục ký không? Chắc hơn hả? Vô lắm lậu một trái o liền nha, ôm như đây o liền đây nha. Trái đó phân nhiều ký chưa? Cái này nè chục cái chén nhiêu chục có chén trên chục không? Nếu trên chục á thì cả nhân triệu đi. Wow, quả là mít trái 1 triệu là có thật nha các bạn. Trái 1 triệu. Ồ, trái này cũng quá ngon nữa nè. Trái đó chắc cũng trên chục nữa. Trên chục không? Chắc cũng trên luôn phải không? Hồ. Như trái vậy là phân loại gì? Nhì hả? A2 sao? A2. A2 là sao? A1 nhất là này nhỉ ha. Kì là riêng vậy là cái đó thuộc dạng gớt không? Giống giống như mít vàng vậy đó không? Mình quay mít ruột vàng không, mình không có chưa quay mít ruột đỏ. Hồ vô các bạn vô coi nè. Thành ra mình không có biết là cái lựa chọn của mít ruột đỏ như thế nào các bạn. Ủa nãy đi ngang rồi đảo là dầm hả? Ồ ừ. Các bạn hai trái như gì? Hai trái gì là mình ước tính khoảng nhiêu tiền sư huynh? Chú ngoại gì? Có chú sáu. 2 triệu. Chú sáu cho ăn. Hai trái gì là 1.6 triệu? Ừ. Nhìn nè các bạn, hai trái mít nè các bạn. Hai trái mít chỉ là tương đương với 2 triệu. Ồ. Lắm. Hên, không sao. Cái này mà một trái mà xe đen là nhót ruột một trái phải không? Cá cả triệu mà không nhóc ruột cái được. Hồ rồi đỏ kìa các bạn ơi. Nè, mít ruột đỏ ngộ nha bạn. Nó lộ ra tới ngoài này luôn nè. Lộ ra tới da luôn á. Một trái 1 triệu, một trái 1 triệu là có thật nha các bạn. Nếu như mà trái mà 15 kg mà mít nhất là hơn 1 triệu luôn nha, chứ không phải 1 triệu đâu. Ồ, trái quá, cây này quá trái luôn các bạn. Cây bằng lớn mà hai trái bằng lớn nè các bạn. Bữa nay là trái 1 triệu đó nha bạn. Mít cục đỏ cắt kỹ càng lắm chứ không phải như mít cục vàng nha. Mít cuộc vàng là anh phải là anh bữa rồi. Còn mít này mà anh bữa anh trái mà khơi khơi là là anh tới công chuyện anh liền. Hồ gôi nó ngon nè các bạn ơi. Ủa trái cái này. Ủa làm bên đây trước hả? Hàng bên trước. Các bạn ơi, mít cuộc đỏ này trái thấy ham hơn mít cuộc vàng nữa nè. Cái nhỏ nhỏ không mà trái quá trái rồi.
hết hồn trái chưa? À, chạy đó, chạy đó. Lắm. Chạy đó em đó, chạy đó thấy bóng rồi đó. Bóng sức. Bóng là sức. Bóng đó. Hồ vô. Muốn nhìn các bạn ơi, nó thấy thèm coi kìa. Hồ ơi. Thấy thèm luôn. Ủa, ủa, sao sao xong chữa trái đó? Chết rồi. Ủa sao thường thường mít cù đỏ ưa có cái vụ mà nó tím tím đầu quá vậy ta? Dạ ba. Sao? Gầu chết luôn. Ừ, các bạn ơi uổng quá. Hèn gì bởi vì nó ít trái mà trái nó bị gì? Nó rẻ phải không? Ủa nó mắc phải không? Một trái trái đó được đó. Trái đó thấy sầm rồi đó. Hả? Từng đó. Ây da. Trời. Tào cái cây.
Nè, một clip đem ra bao nhiêu trái nè các bạn. Này là quân bình nay là khoảng 70 ngàn một ký đó các bạn. Nè, xấu đẹp solo luôn đó, là khoảng 70. Rồi em sẽ đi qua bên kia với anh Trường. Ồ, đây anh Trường mới cắt trái nè. Hồ, đây trái quá nhiều các bạn ơi. Hả? Chơi luôn hả? Sao? Cái gì? Đang sao? Sao mà chơi luôn? Chơi luôn cho ngang được hết. Ngang phải không? Ừ. Chơi đen luôn. Rồi luôn. Thiệt tình nãy giờ mới chơi. Hình như nghe nói là xe đen này đâu cũng mấy ngàn ký vậy phải không? Hả? 7 ngàn hả? Các bạn không phải, mặc dù sơ đen thiệt chứ nó cũng giá cũng có nha các bạn. Cũng im chứ, chứ không phải mà sơ đen mà tiêu giống như ruột vàng to rồi các bạn ơi. Lần đầu tiên mình thấy luôn nè, coi nè, mít cuộc đỏ mà nó như vậy nè, nó đỏ luôn ra ngoài luôn. Ô, trái này chín rồi không Trường ơi? Ô, trái này hả? Thơm ơi, hả? Trái đó thơm rồi, trái đó thơm rồi đó. Trái nó chín rồi đó. Ồ, các bạn ơi, trái quá. Tiền đến lọt rồi không? Hả? Tiền nó đến lọt. Lọt hả? Xay kìa, 180 độ. Cắt mít cục đỏ xay tròn 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 tròn. Không phải như là mít cục vàng đưa vô là bữa, đưa vô là bữa. Xay nào còn cái cùi không? Xay nào còn cái cùi thôi. Lụm nữa các bạn ơi. Các bạn nhìn mít cục đỏ thấy quá ngon à. Cây gì mà ba trái nè. Hết rồi. Ôi, qua đây, qua đây. Hồ trái to nè. Tại cây thấp không? Hử? Vậy à. Mít thái, chịu con trái. Đúng rồi nè. Còn cái này là mít ruột đỏ, chịu không trai. Xong quay đi. Còn mấy clip nữa mà. Hồ ơi, cây như gì mà ba trái nè các bạn. Trời ơi, xấu rồi, trai đã xấu rồi. Lắm. Thời điểm này mà mít này gì là tốt lắm. Còn rất lâu nữa không? Đây, đây qua đây nè. Là hết hả? Không còn cái... quá, không kịp. Thì được như được. Còn vườn nữa mà. Thì qua vườn kia luôn đi, lỡ thế giờ lỡ cỡ rồi. Chút xíu hết rồi. Ở quay không còn clip đó. Cái mình lấy đây rồi chút xíu tới clip kia. Một trái sát gốc với ta. Một trái đụng đất luôn nè các bạn. Ta nói mít cuộc đỏ trái đụng đất là mà không tin, mà bữa nay mình mới gặp thiệt luôn nè. Đụng đất luôn nè. Còn nhắm nhía kìa. Nghĩ tôi có trắng không? Trắng thiệt đó nha bạn. Hả? Trắng thiệt đó nha. Trắng thiệt hả? Mít cuộc đỏ mà trắng là trời cứu đó. Chưa không sao, quá đẹp rồi. Mít ruột gỗ mà trắng là chết đó. Bữa nay là mặn đông quá luôn.
Hả? Bữa nay là mày con quả luôn. Quả luôn đó. Cắt cắn một cái là con quả luôn không? Cúp luôn đuổi việc luôn. Bị bà chủ đuổi luôn không? Đây mít cuộc vàng nè các bạn. Cái đó gì? Cuộc vàng hả? Mấy cây này kỳ đó chưa lại? Cái này chừa lại nè các bạn. Cái này chừa lại đó. Cái này chừa lại một lần đấy phải không? Ồ, trái mình mong nha. Nhìn cái muối ruột đỏ rồi cái. Nhìn muối ruột vàng tái mát á. Không? Mít cuộc đỏ mà cái giá điểm thời điểm đỉnh điểm mà trái như vậy thôi các bạn ơi, thứ gì chịu nổi tiền. Mày chờ mày ngồi đây tao chụp mày tắm hay chưa mày mày vợ mày ngước mặt lên này. Rồi này lấy này làm anh đại diện được nè. Trái quá trái. Ghép thêm một. Theo đường nào. Giờ đó. Cái đó bà tại người đó. Trái quá to. Chết á. Không phải là chết á. Trái này nhức chắc luôn á các bạn, mình không biết gì mà nhưng trái này là nhức chắc luôn nè. Nó quá tròn, quá đẹp rồi. Ừ. Nó say rồi. Được không được thì mình nhất cánh dây rồi. Để các bạn. To quá, cái triệu bằng trái đó. Mày hả? Trái này chắc hơn triệu quá. Trái mình nhất rồi đó. Trái này, không? Ừ, trái này là hơn 1 triệu xiên luôn. Ừ. Ui, đẹp. Trái này là hơn 1 triệu quá. Ui, rồi. Vừa luôn rồi. Vừa luôn. Vừa luôn. Vừa đi luôn rồi đó. Một. Lắm. Trái này là hơn 1 triệu này nha các bạn. Này hơn 1 triệu nè. Trái này chắc khoảng 14 15 kg quá. 15 kg á. À. Trái đó quá to. Con này nó gùn hết luôn bán. Quẹ nó gùn nữa. Nó gùn vậy nó ăn mít tương á. Sáng giờ cắt mấy công rồi nữa anh? Sáng giờ mới cắt đỏ ba công hả? Sáng giờ là ba công rồi. Không, mới ba công ruột đỏ còn ruột vàng nhiều lắm. Trái cỡ 1,5 triệu không sáng giờ á. Trái này khoảng 1,5 triệu nè các bạn. Đâu trái nào cũng 1,5 triệu đâu. Nè, như trái này là khoảng 1,5 triệu nè. 14 kg trên. Đây trái này là 1,5 triệu một trái, 14 kg. Wow, 1 kg là khoảng bao nhiêu tiền chút chín mấy. Gần 100.000 đồng một kg, chín mấy các bạn. Vậy là mình giá vậy là mình trúng chưa chú? Giá đó là ngon đỉnh luôn á. Ngon đỉnh luôn ha. Giá đỉnh luôn rồi nè các bạn. Nè. 1 ký là 100 ngàn là nông dân là lũng xu vô bánh. Mít cục đỏ mà vậy là bà con thành tỷ phú hết luôn. Nè, sau một hồi cắt đó thì đem ra đây được bao nhiêu nè, đang vận chuyển ra nè các bạn. Vậy là cử này mình được nãy giờ nhiêu trái có đếm không sư huynh? Không. Chị đem ra hả? Cái này chắc cũng gần 2 4 6 7 70 kg không? 9 trái. 9 trái này hả? 9 trái này chắc cũng có 90 kg hoặc 100 kg. 9 trái này gần 100 kg hả? Ừ. À, 9 trái là thấy là lụm hết nhiêu rồi? 9 trái thì tương đương với gần chắc có khoảng 8 triệu quá. À, 8 triệu gần 8 triệu. Mới này sáng giờ là mới này xong là 8 triệu bạc đó hả? Ừ. Sáng là thu hoạch. Thu hoạch một lần rồi sau đó là bao lâu nữa mình mới thu hoạch nữa? Thì thu hoạch hoài vậy đó. Cứ trái nào bự thì cắt. Già cắt. Già. À, có bông gì để? Có nghĩa là sau 20 tháng thì trái nào to đạt thì chúng ta cắt bán. Rồi tiếp tục những trái lứa thì nó sẽ lên rồi cắt tiếp. Em anh nghỉ trưa nè. Nãy giờ có trái nào khủng chưa? Có trái mũi bầm kia đó.
hả? Cái hồi nãy 14 kg hồi nãy đó hả? Ừ. Để ta chờ mấy anh nghỉ như chuyện trưa xong chút xíu ta xem. Cái này mà tiếp mấy cái mít còn ở trong còn lại á, coi có cái trái nào khủng nữa mình quay cho mọi người xem nha. Cái này mà cái thời điểm mà mít gộ mà một cây cắt một trái mà một trái khoảng 10 kg thôi. Một công vậy là 100 cây, 100 trái mà mình nhân thành tiền một trái về tương đương 1 triệu, như vậy là cắt gộ một cử là khoảng 100 triệu một công đó các bạn. Các bạn thấy mà nói gì nói mình nói là mình tính phẩm thôi nghe, chứ nó cũng không có gộ tới cái mức mà giữ như vậy đâu. Lại sao nói lại đây? Tại vì cái thời điểm mà gộ trên một công á, một công vậy là trồng khoảng tương đương khoảng 100 cây. Một công đất thì tương đương khoảng 100 cây. À, mà nếu như mà cắt được một cái cử gộ mà mình chăm sóc sao mà cho là mít ra gộ mà mỗi một cây vậy là một trái. Mà một trái quân bình 10 kg mà thời điểm này mà 10 kg mà 1 kg solo là khoảng 70-80 ngàn. Ừ. Đó. 100 cây ra 100 trái đúng không? Là tương đương với khoảng là 70-80 triệu một cử đó các bạn. Là tính ra gần 100 triệu hả? Đúng rồi. Đúng rồi, mình học giỏi mình tính hảo ha. Bỏ hết chuyện về trồng mít. Bởi vì ở đây nè, người ta gọi là nè, anh Trường này là đại gia mít đó các bạn. Đây là đại gia mít nè. Đại gia mít đồ lõ hả? À. Mít ruột lõ một vàng luôn. Con người ta chuyển thái qua đỏ quá. Ừ. Cái giống đỏ này là cái giống gì cơ anh? Indo. Giống của Indonesia ha. Giống mít Indo. Đó giờ mình chỉ nghe thôi mà bữa nay mình thực tế giấc này tới giờ là anh Thợ anh lại anh bắt mít nè các bạn. Ta hồ mít vô đỏ màu quá đẹp luôn các bạn ơi. Này là ai gì? Nè, A1 kêu bằng lép muối nè. Lép muối đúng không? Nè, tao muốn gì anh gì nè. Hả? À. Chắc nào? Vậy là anh là gì? Xuống. Qua chơi luôn. Qua chơi luôn hả? Yeah. Trái đó mà không bị gì là nhức nữa đó phải không? Trời, vậy là giá thấp hơn ha. Ừ. Bị rồi hả? À, chưa được 100 gram. Bảy ký mấy? Bảy ký mấy? Gần 8 ký. Đúng rồi là A2. A2. A1 8 ký. A1 8 ký. Vậy là loại A1 là từ 8 ký trở lên. Rạc nữa. Hơi 8 ký mấy mà nó không đẹp cũng lấy A2 được. Chúng ta là đủ kỹ chị. Các bạn thấy nó mít đơn sơ gì này nha, nhưng nó mười mấy 20 củ á. Giữa cái muối đó. Ồ, con muối nó đẹp nè các bạn. Mít của rõ nhìn thấy thèm luôn nè. Sáng chục gió luôn. Trái 10 kg. Lép mặt gì nè. Giá nó lên cao. Thấy đậu đều đặn như thế không? Thấy người cũng biết chưa. Ăn mà chục lâm chỗ vậy. 6 trái nhất. Lớn nhất chắc đúng ha. Trái 1 chục. Dù quên luôn mà mấy trái đó quá đẹp. Hay chứ trái được tí rồi. Coi nè, cũng lại. Cái đó tới 12 ký. Nghĩa là một trái nhỉnh nó đều lên. Cái nào phải không? Chứ mấy hộp. Nhóc cần không? Không. Thằng Nguyễn nó có nổi gì không? Có, dưới 5 triệu. Mới thấy là bỏ ngang luôn đó, không lấy một gì cái gì hết luôn. Nó mới thấy. Mới thấy thằng ông là bỏ thẳng luôn phải không? Nói thằng ông ở trong xe đen á. Ừ. Ổn ngộ vậy đó hả? Đây không xe đen mà chỗ này xe đen nè. Tại nó gọt thử mình coi luôn mà. À, cũng như mình gọt cái danh không có rồi mình cãi đó phải không? Chỗ này dùng cái nó ở đây, cái đèn thôi. Mới thái cái đèn đàn ông là tôi sẽ cực. Đập này cũng khó rồi. A2, 4 trái. Rồi, bồi cho nó. 33. 84, 32. Vậy là trái hơn 8 ký. Quá mũ luôn các bạn ơi, mũ mít rồi, gãy lên cái nó bay giống như cái sợi tơ nó bay vậy đó các bạn. Ừ, giống như tơ bay luôn, tơ nhện bay. Đây không? Trời, 49. 49. 5 trái 49. Gần 10 kg một cái. Hai cái thứ này. Có. Nãy giờ em cũng quay cho cả nhà mình xem một số hình ảnh cắt mít vườn mít của bà con ở khu vực này và tổng kết cái số tiền cắt ngày hôm nay là 28 trái mà bỏ một trái xe đen còn 27 trái với số tiền là được là 15 triệu 10 nghìn và
Cuối cùng thì em cũng xin kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Các bạn thấy hay cho em xin một like, một đăng ký để em có thêm nhiều động lực làm những video tiếp theo. Thân ái và hẹn gặp lại.